Thưa quý vị, VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành bưu chính viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển bưu chính viễn thông nhanh nhất toàn cầu. Một trong những yếu tố chủ chốt đưa VNPT trở thành người bạn đáng tin cậy đối với khách hàng chính là dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng, tiện lợi. Hiện VNPT cũng đang cung cấp dịch vụ cho hơn 10.000 căn hộ Vinhome Central Park và thường xuyên có các chương trình tri ân tại đây. Đã hơn 5 năm qua, từ khi chuyển đến căn hộ tại Vinhome Central Park sinh sống, gia đình chị Nhung đều sử dụng các gói mạng Internet của VNPT, thường xuyên làm việc tại nhà cùng với nhu cầu học tập của hai cậu con trai. Nên đối với gia đình chị, hệ thống Internet ổn định là vô cùng quan trọng. Chị cho biết, từ ngày sử dụng, hệ thống mạng ổn định, khi có sự cố chỉ cần gọi hotline là sẽ có nhân viên đến nhà hỗ trợ ngay. Mình hài lòng nhất là về chăm sóc khách hàng và chất lượng dịch vụ. Khi có bất cứ sự cố gì, mình chỉ cần gọi một tiếng thôi, thì các bạn xuống ngay, và xuống rất là nhanh và xử lý dứt điểm luôn. Bên cạnh đó, truyền hình MyTV của VNPT cũng là kênh truyền hình được người dân yêu thích và đăng ký sử dụng nhiều. Bởi kênh này có thể đáp ứng được nhu cầu giải trí truyền hình của kênh chất lượng cao, nhiều ứng dụng dịch vụ hấp dẫn, trong đó phải kể đến chơi game, nghe nhạc hay xem trực tiếp các giải thể thao lớn, kho phim bom tấn. Rất là phù hợp cho mọi lứa tuổi. Thí dụ như là tôi lớn thì cũng có nhiều cái phim, rồi thời sự, nói chung là cũng rất là phù hợp với cái lứa tuổi của tôi. Còn cũng có cái chương trình cho các cháu nhỏ, ví dụ như là hoạt hình hay là chương trình cho các cháu học. Hiện tại, VNPT đang cung cấp dịch vụ đến 10.000 căn hộ tại Vinhome Central Park. Đơn vị này cũng đang triển khai chương trình tri ân lớn nhất trong năm đến với các hộ dân sinh sống tại đây. Chương trình được thực hiện từ tháng 4 với các dịch vụ như tổ chức kiểm tra thiết bị, đường truyền tại nhà để thay thế thiết bị 2 băng tần và trang bị thêm bộ phát sóng xuyên tường Mesh Wi-Fi hoàn toàn miễn phí, nâng cấp tốc độ truy cập của tất cả khách hàng hiện hữu lên tối thiểu 300 Mbps trên giây. Đồng thời, luôn có bộ phận kỹ thuật VNPT túc trực 24/7 để kịp thời xử lý các sự cố kỹ thuật. Có thể là do cái thiết bị modem nó sử dụng lâu và nó sử dụng công nghệ cũ thì nó sẽ bị là chậm và làm lag cho khi khách hàng sử dụng. Để khắc phục cái tình trạng này thì là bên VNPT sẽ thay thế các thiết bị modem mới có 2 băng tần và sóng 2 băng tần có sóng 5G, nó sẽ chạy ổn định hơn là cái thiết bị cũ. Đây là cũng là khu dân cư cao cấp cho nên là VNPT cũng đã có những cái bước mà nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng, trong đó thì có cụ thể là nâng tốc độ truy cập lên cho khách hàng được nhân đôi tốc độ. Ngoài ra thì VNPT cũng đã rút ngắn cái quy trình phục vụ cho khách hàng. Ví dụ như là lắp đặt dịch vụ thì chỉ thực hiện trong vòng 2 giờ, còn xử lý sự cố thì thực hiện trong từ 2 đến 3 giờ thôi. Để tiếp cận được với đông đảo khách hàng hơn, trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, có nhiều chương trình tri ân, ưu đãi, nhất là đối với các chung cư và khu dân cư.